Vâng, đồng hồ cổ Hồng Dâu xin chào toàn thể mọi người. Trên tay em đây là một chiếc đồng hồ Pulsus 23G siêu mỏng của Liên Xô. Đồng hồ được thiết kế trên nền mặt màu trắng trái tia và các cổ giờ khía. Bắt sáng rất là tốt với bộ thiết kế cùng bộ kim que thanh mảnh mạ vàng và kim dây màu đỏ rất là nổi bật trên nền mặt màu trắng. Đồng hồ sử dụng với bộ máy cơ lên có tay với 23 chân kính. Size mặt là đồng hồ là 35mm. Với bộ vỏ toàn thân là bọc vàng dày 20 micro đông. Tình trạng trong đồng hồ là tình trạng là zin nguyên bản. Đồng hồ đã lau dầu căn chỉnh chạy rất ổn định vào chân giờ. Đây là đáy sau của đồng hồ. Khá là ok đó nhé. Em đã kết hợp với sợi dây màu da cá sấu màu nâu siêu mỏng rất là đẹp với đồng hồ. Vậy bạn nào quan tâm đến sản phẩm đồng hồ Pulsus 23G cơ lên cổ tay của Liên Xô siêu mỏng thì liên hệ Facebook Zalo số gặp em là 0969966612. Vâng, em xin dừng video ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người xem video này.